Em không để các bác chờ lâu nữa. Đây, em Tuấn sẽ giới thiệu cho các bác một số đồng hồ tiếp theo. Lô này cũng nhiều cơ đấy. Lô này thì có đúng con này là đắt nhất. Tại sao con này đắt nhất ạ? Con này nó toàn bằng vàng thôi bác ạ. Tất cả những cái chấm trong này bằng vàng, chữ vàng, kim vàng 18K này. Đây này, đến cái khóa này nó ghi cái vàng 18K, bác nhìn chưa? 18K chưa? 18K này. Và những cái mắt này, những mắt độc lập nhé, các bác có thể tháo cái rời từng mắt này ra. Đây này, cái mắt này nó không liền đi đâu, bác đục cái chốt này ra là cái mắt nguyên màu vàng nó có thể rơi ria rời ra, từng mắt này là vàng hết, vàng 18K. Ngoài ra thì trong này có ghi thông số luôn là vàng 18K, bác nhìn thấy chưa, rubria 18K. Và tất cả con này được đính sẽ là 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên đá. Em lau qua đi với các bác nhìn cái khăn này để dưới bàn dưới. Nhưng các bác biết nhìn này, độ đẹp của nó được chưa? Và 18K. Con này mức giá là 13 triệu 800, 13 triệu 800. Mà đặc biệt là các bác nhìn cái điểm chót của nó nha. Các góc cạnh này, 1 2 3 4 5 6 7 8 múi luôn. 8 múi nhá, nghiêng nhá, các góc cạnh nha. Nhìn các bác đeo nhìn như một pha lê luôn. Đeo như pha lê luôn ạ. Đấy, con này tại sao giá thành nó như vậy? Con này tất cả vàng 18K, vàng từng mắt một đây. Này, bác nhìn đếm này, như này một hạt, hai hạt, mỗi một mắt này là hai hạt mà. Bên này vàng này, bên này vàng này, 1 2 3 4. Cứ đếm này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 nhân 2 là 20 mắt hai bên nhé, bên này nữa. Ui giời, 40 mắt còn chưa tính là tất cả những cái điểm kim, điểm giờ. Chốt đến chốt còn dập là vàng 18K thì các bác biết biết. Ok chưa? Thì nói vậy những hàng này, con này là con Hanson, CCM001. Em là số 1 rồi. Ok chưa? Em là số 1 rồi. Đấy, con này mức giá 13 triệu 800, số thứ tự là 583. Và các bác là không cần phải đo kích thước nữa bởi vì nó thừa này. Tay em 17 nó thừa đầy này, nó chưa họ chưa dùng chưa đục mà. Đấy. 13 triệu 8 con này. 13 triệu 800 nghìn con này, nhìn mới nhìn chưa? Nhìn ánh thích chưa? Mà nhìn phê luôn đúng không ạ? Được chưa ạ? Size của em nó đây ạ. Size của nó em nó là 35, size em nó 35. Tất cả các tay 15, 16, 17, 18 đều đeo được. Ok chưa ạ? Còn cỡ tay này thì về các bác đục bớt đi, dây còn. 13 triệu 800 con số 583. Sang con 584 có mức giá là 3 triệu 3. Con này là con City Rancher. Mở mở này. Rồi, sạch rồi. Cửa sổ lịch tháng bên này, lịch tuần bên này. Automatic tự động. Cơ tự động. Máy vàng nè. Con này máy vàng automatic tự động. Con này size tay bác là to, đeo thoải mái. Con này size nó phải bốn mấy đấy. Con này size 43, 44, size 44 lên tay em này. Nên tay của em Tuấn cũng ok đấy. Tay em đường kính 17 nhé. Size 44 các bác tay 17, 18, 19 đều đeo được hết. Số 8 584 giá 3 triệu 3. 3 triệu 3. 3 triệu 3. Đây ạ. À. 3 triệu 3. Ok chưa? Sang con 585, 3 triệu 9. Con này là con Gucci. Gucci nhá. Một thương hiệu Gucci báo cáo à. Gucci. Cogu à, con Cogu Italia, một thương hiệu quá nổi tiếng. Đấy, con này mà các bác không lấy thì bác lấy cái gì? Chả hiểu các bác lấy cái gì này. Máy chất này, con này 20 GL, 20 chân kính, con này 20 chân kính luôn, bán nguyệt nha. Này, này, ok chưa? Con này có tự động này và hỗ trợ cả lên cót này, này. Lên có tay cũng có hỗ trợ nhé, có tự động và hỗ trợ lên có tay.
Dạ quang con này cũng khá là đẹp. Dạ quang đây. Dạ quang khá sáng nha. Ok chưa? Con này dây da thì sai tay bác nào cũng đeo được rồi. Dây da còn ok nhé. Em đo sai ngang cho bác nhé. Bác nào tay to đeo những con này phì lắm. Con này size 38, ngang 38, dọc 30, xe chiều này nè, 38 và 3, 38, 33, 37 đấy. 38, 37, 585, 3 triệu 9. Không lấy cái này thì bác lấy cái gì? Bác không lấy này lấy gì? Các bác nào không thích dây da thì thay dây thép vào. Bây giờ đầy dây thép mà có cái gì đâu, đúng chưa? Dây da đeo nó sang trọng hơn rất là nhiều chứ. 585, 3 triệu 9. 586 đó là con gì đây? Buluva. 586 con Buluva. À, con Buluva chạy cơ hả nhé. Buluva. Con này dạ quang cũng sáng lắm. Ở đây dạ quang rất là sáng nha. Con Buluva con này là size, con này size 40 rồi. Buluva size 40 nhé. Con Buluva size 40. Đấy, con này số 586, giá 2 triệu 6. Lên tay, con này lên tay mình đẹp đấy. Màu trắng lên tay đẹp. Ok chưa? 586, giá 2 triệu 6. Đây ra. 586, 2 triệu 6, ok chưa? Chưa thế, ok đấy. 586, 2 triệu 6. Đây, dây cũng Buluva luôn. Nha. Đo luôn size thì không cứ giới thiệu linh tinh lúc nữa. Ôi size 42 bác ạ chứ không phải 40. Size 42 cứ áo khoảng. Size 42. Tiếp tục con này nữa size bao nhiêu đây? Con này size 40 mấy đây? Xem nào. Con này size 43. Con này size 43. Con này còn có cửa sổ lịch tuần này. Lịch tháng này. Mặt ngày, mặt trời, mặt trăng, có nhìn chưa? Đang hiện mặt trời đây. Ok chưa? Con này là con gì đấy ạ? Con Jack Queen, con Jack Queen nha. Ôi trời ơi, những thương hiệu đồng hồ này các bác, có khi nhiều bác nghe những con này, ôi trời, hàng gì hàng đâu mà các bác mình ở Việt Nam mình làm sao được những hàng này về mấy, có được nghe đâu mà biết, nói thật là có được nghe đâu mà biết. Con này nó lại còn làm hai cái này này, nó lại làm cái chỉnh đồng hồ bên này cơ, chứ nó không làm ở ngoài này. Mà nhìn nhé, nhìn này đúng chưa ạ? Đúng chưa? Nó chỉnh giờ bên này chứ nó không chỉnh giờ bên này như các đồng hồ khác. Đó, con này nó ngược đời thế, nằm bên trong. Thấy chưa? Thế mới hay này, mới tinh. 11596 nước Queen. Con này 10 ATM có thể chịu đi rửa tay, tắm giặt thoải mái. Mạ này. Những con này chả biết thầy các thầy đi lấy hàng đâu này. Khóa cũng dập logo của nó luôn nhá. L ngược, hai chữ L này. Trong này cũng logo hai chữ L ngược, được chưa? Ok chưa? Rồi, khóa của em nó này cũng còn luôn nhé. Khỏi phải nói gì nữa ạ. Số 587, giá 2 triệu 9. Và con này là 588. Giá cũng 2 triệu 9. Con DG. Con DG này size tay của em 17, đeo vô ok nhá, tay vừa nhá. Con DG này mà các bác bỏ quên. DG này mà ở bên bên châu Âu ở nước ngoài họ ở bên cái hãng thời trang riêng đi cái gì chứ nước ngoài hãng thời trang DG thì nó đỉnh lắm. Rồi sạch rồi, em cứ tưởng nó bị thế nào. Sạch rồi, đây này có tí đây. Đây lại có tí băng dính nó dính này. Đấy. Băng dính chứ không phải. Một con DG như đỉnh như thế này. Đây, cái này mờ bác nhé, dính băng dính nhé, lại lau cái sạch luôn đấy chưa. Con này các bác không húp thì các bác húp cái gì ạ? Các anh các chú các anh không lấy cái này, như con như này. Chú các anh nhìn nó, nhìn cái độ lung linh nó như thế này, ba cốp luôn này, 6 kim. Những con này các bác không lấy, bác lấy cái gì? Úi xèo, ôi, đồng hồ này. Những con đồng hồ nó đỉnh cao cấp thế này, không lấy lấy cái gì ạ? Để em đo size này. Con này size 41, size 41. Ok chưa? Quá đẹp, gọn, lịch sự. Số 588 giá 2 triệu 9. 2 triệu 9. Nhìn nó làm sang trọng không? Nhìn này.
À đây, cho xem đằng sau mặt. Này, DBG. Con này 5 ATM hỗ trợ nước nhá. Hỗ trợ nước tắm giặt rửa tay. Quá đẹp cho các bác luôn. Thế mẹ còn. Được chưa? Đấy, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Con còn hộp đây. Rồi, chào các bác.